đang khôi nằm trong đêm. Mà 9 giờ tối nay nha. Này là ghế ghế cây. Nước ra nó cũng mềm đó. Cái này ngay ghế cây cứng dữ ha. Đúng rồi, ngay ngay cái ghế cây luôn rồi. Len bén mà được. Len này là đào không được đâu. Len này đào không nổi rồi. Đào hồi phòng tay. Ngay cái ghế cái của cái cây đó, cây đó cây gì? Cây gáo, cây gáo quá. Gáo luôn, gáo nữa. Cái này phải xịt nước vào cái ghế khó đào ăn. Bơm nước nó cho thấm đất á. Cửa muốn muốn đào nhẹ phải bơm nước cho nó thấm. Trong mấy cái chỗ ghim đi rồi chưa xịt nè. Sao mấy chỗ trống trống mình không mấy ta mình sao phải chọn cái chỗ gì đâu mà kẹt dưới bên kia đúng không? Này là cái con chú gì đó, chắc con chú. Đất con chú hả? Phải xịt nước à, nó xịt nước cho nó thấm mềm mới được. Anh phải xịt nước rồi đó. Cô cũng xịt nước mềm mới đào nó dễ xuống. Nắng mấy tháng nay luôn mà quá trình cứng đất vậy. Nó thì giấc này gia đình đang chuẩn bị chỗ cho Đăng Khôi nằm nằm trong đêm. Nó thì giấc này thì 9 giờ nha. Cái này thì gia đình đang chuẩn bị cái chỗ thì 9 giờ sẽ đưa Đăng Khôi ra đây. 9 giờ luôn ha. 9 giờ. 9 giờ ha. 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ nào? 9 giờ tối, 9 giờ tối nay nè. 9 giờ tối trong đêm luôn nha. Trong đêm luôn đó. Trong đêm. Trong đêm luôn. Vậy là hồi nãy là liệm rồi phải không? Thì bỏ nó rồi, bỏ đây nha. Vô cháu còn nhỏ nha. Trong đêm luôn. Thôi còn nhỏ. Thì chung ở đây thì kế cây dừa và kế cây gáo nha. Các nghề của đất nhà luôn. Đất nhà, cái góc vừa đâu thì khó đào. Đúng rồi, ông Út quên thôi. Bắt có ông Út cũng có coi. Ông Út. Xin ra. Giờ là mấy chú bác đang xịt nước cho nó mềm bớt nè. Dễ đào, cái cứng quá cứng rồi. Này vừa xịt nước vừa đào mới nổi. Cái cây xuổng đó hình như là lục á anh. Trời trời chết chân luôn rồi. Cây xuổng này đào là phòng tay luôn á. Cây nữa mới được, cây này đào lâu à. Càng đò ha. Rồi tới góc dừa luôn rồi. Dừa luôn rồi, khó quá. Mấy bên kia mất anh ơi. Tới góc dừa. Ra ngoài kìa. Ừ. Xin ngoài chút. Cái tay ghế gáo. Cái bên ghế gáo, bên cây dừa. Cái cây dừa. Có thầy cho chị cách ra chị ra đi. Nguyên cái gáo luôn kìa. Gần cái gáo quá thì cũng không nổi luôn. Bên thì góc dừa bên và gãy gáo. Ông kêu căng đáy gì vậy? Hả? Cái xếp này nè, cái xếp này quá. Để tôi xả nước cho nó mềm không quá. Rồi xả nước đi rồi đóng nó xuống. Đúng giờ cũng sắp tới rồi. Đâu có thợ đâu. Thầy nhà làm không à? Giờ này mấy giờ? 8 giờ 7 6 giờ 45. 9 giờ vậy là cũng một cái mà. Còn kẻ đào xong kẹp. Có hai người đã biết nào rồi. Có nước rồi kìa. Cái này phải báo trước nha anh. Cái này nó báo hơi trễ quá. Có điện về nhà trước. Đã dùng gì cũng hay rồi. Đó, xả nước ra cho nó ướt đào cho nó mau. Để cây khá nhiều. Có dịch nó ngủ. Mày kéo nó, cái bóng đèn ở đây nè. Anh thả ngay giữa đi, cho nó khoảng tràn nha. Kiếm liền bén bự liền quá trời xét sao đào. Cái này len hồ. Nó sao đào, len hồ mà, len kiếm được á. Len nó đang xúc. Không. Cái này phải có cái bóng đèn treo đi. Treo thì sáng nó còn cho. Thiếu câu dây điện ra. Trong nhà có dây điện không? Ồ, cái này chào là vô chút xíu được không? Sớm giờ không sắp xếp gì. Hai. Không có chút. Phải điện gì đó. Phải trước. Phải sắp xếp trước mà được. Thấm xuống thôi, cũng đặt. Cái này đào gần cái gốc dừa này là mấy cái gãy nhiều lắm á.
cái cứng á. Cái dừa không sợ, sợ cái rễ cây gáo rồi. Cái dừa len sắn hết trơn. Cái dừa nó có cái sáng không ạ? Cái này. Để em kéo cái này ra cho nó được. Có đường làm. Không có gì điện gì đâu không? Không có đèn pin. Cái bóng đèn mua công dây điện và chừng 10 nước. Đúng hả? 20 mét đi kéo cho dễ. 20 mét dây điện với bóng đèn. Cái này cũng bó gói hết trơn rồi, có ai. Không ai còn lấy được cái này. Thôi nói chứ, sát đá luôn xuống kêu kìa. Bây giờ là tập trung để mà đào đất lên với chú chị ơi. Đào đất lên để mà cái này là cái nơi ăn nghỉ cuối cùng của em Đăng Khôi nè. Đây cái cây nhỏ đây nè. Cái dừa nó nhỏ. Có rễ à, có rễ không sao đâu. Bám nó đi cho nó mềm đất đi. Rồi thiện ơi, lên thiện. Cái gì? Đào đi. Đào được rồi đó. Rồi vô. Đào tưới rồi từ xuống. Kêu đào lâu rồi có nước tràn đó. Đào khí lại đi. Thấy trong vuông góc. Em dựt cái cây nó đi theo lường. Cái sự việc nó xảy ra quá bất ngờ luôn, mà không kịp trở tay với chương trình nên là làm trong đêm với chương trình ơi. Nó tranh thủ bây giờ là phải 9 giờ thôi. Mấy tháng này nó hạn hán mà khô quá khô rồi. Hạn hán rồi đất khô cằn luôn chú chị ơi. Làm đào nè. Ồ thấm chứ nó mềm nè. Ừ thấm nó mới mềm. Đất mà đặt hai bên hay sao? Sao bên đây? Đất đặt bên nào? Bên nào có bên á, bên nào cho ăn bên một đi cho nó gọn. Bên đây nè. Chim trong á, bên trong á. Bên đây nè, mày có. Bên đây nè. Cắt ra cho cha mẹ bán. Mời. Ra đi để tôi cắt cái cho Đức vừa xong. Bây giờ cũng 7 giờ mấy rồi chính chị. 6 giờ mấy rồi? 6 giờ 45 rồi. Thì theo gia đình nói là 9 giờ ha. 9 giờ sẽ đưa em ra đây. 9 giờ sẽ đưa em ra đây nè chính chị. Bây giờ là đang đưa bé Đăng Khôi về từ ở bên cái găn Cần Thơ về bên đây. Cô chú chị mình xem thì hãy dành một lời cầu nguyện ha, cho cháu nó sớm nó được siêu thoát của chú anh chị. Nghe trắng dễ bự gì chậu. Dễ hơn, dễ nhóc cái lần này. Nghe rồi. Vậy cái rồi. Bây giờ thấy khó khăn rồi, cô chú chị ơi, đất thì nó khô cằn lắm. Với lại đào gần cái gốc dừa nữa, nên là nhiều cái gốc dừa đó, nó cứng, nó cứng gì lắm. Khó khăn trong cái quá trình là mình đào ha. Cái dừa còn được mà sợ cái gáo nè. Quá em nói đó, nhờ khỏi cái gáo đó. Khỏi cái góc dừa á. Cái gáo là sao cái đứa gãy bự luôn hả vậy? Gãy chặn cái cái hay gì cũng bự hả vậy? Gãy bự xích đài đúng không? Ừ, nhảy đó. Chích gì đâu rồi, không có xích đâu nha, đào rồi thôi nha. Đào rồi, đào rồi, nó về được. Nè, nó lấy cái búa đó, nó chặt cái đó. Cái búa á. Chặt, 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 đúng rồi đó, hai bên. Lấy búa chặt ngang á bạn.
mình chặt xuôi sau đó có chặt rồi cho đứt nghe múa còn bên cái găng Cần Thơ thì qua đây cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ đó cô chú anh chị. Hồi nãy là khi mà xe bắt đầu khởi hành là 6 giờ, bây giờ thì cũng chắc cũng gần tới rồi đó cô chú anh chị.